nhạc sĩ, nhà nghiên cứu của làng nhạc dân tộc Việt Nam, giáo sư Trần Văn Khê đã qua đời ở tuổi 94 sau gần một tháng chữa trị tại bệnh viện. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê qua đời vào khoảng 2 giờ sáng hôm nay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó ông trở bệnh nặng vào ngày 27 tháng 5 vì suy tim, viêm phổi nặng, thận hư. Giáo sư tiến sĩ âm nhạc Trần Văn Khê là người Việt Nam đầu tiên đậu tiến sĩ. Giao lưu với các nghệ nhân trong nước về nhạc truyền thống. Giáo sư Khê quay về nước định cư từ năm 2003 ở tuổi 82. Từ đó đến